Thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp và chủ trương khắc phục thiệt hại sau bão số 13 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà phát động tổng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tập trung tại các khu vực biển dọc tuyến Hoàng Sa và Nguyên Giáp. Khu vực Lan Ông, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà là nơi tập kết nhiều rác thải nhất trên địa bàn quận sau bão số 9 và bão số 13. Đây cũng là lần thứ tư người dân phường Thọ Quang tổ chức dọn dẹp rác cũng như cây gỗ trôi dạt vào bãi biển này. Hưởng ứng đợt phát động của quận, sáng sớm nay, phường Thọ Quang đã huy động các hội đoàn thể, lực lượng dân quân cùng tham gia dọn dẹp tuyến biển, trả lại cảnh quan môi trường sạch đẹp. Sau bão lũ thì phường Thọ Quang thì là dọc bờ biển này rác rất nhiều, cho nên tinh thần là theo là chỉ đạo của phường thì tất cả các hội đoàn thể, mặt trận, cựu chiến binh, tổ trưởng, tổ phó dân phố và các hội đoàn thể phụ nữ thanh niên là tập trung để dọn vệ sinh đảm bảo môi trường, vì cái phường Thọ Quang là cái điểm là coi như du lịch cho khách nước ngoài và khách là vãng lai trong nước, cho nên họ tới đây họ thấy sạch sẽ và cái tinh thần đó là người dân Thọ Quang là rất hào hứng và là coi như làm là coi như mọi việc vì trách nhiệm cộng đồng để bảo vệ môi trường ta xanh sạch đẹp. Ngoài các tuyến biển, quận Sơn Trà còn phát động ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại nhiều điểm khác, bao gồm các khu dân cư, đất trống và khu vực âu thuyền Thọ Quang. Sáng nay quận tổng dọn vệ sinh toàn tuyến biển từ Thọ Quang đến Phước Mỹ để làm cho bờ biển xanh sạch đẹp. Ngoài ra thì tập trung cho âu thuyền Thọ Quang để đảm bảo cái vệ sinh môi trường chung sau cái cơn bão số 13. Sau khi thu gom toàn bộ rác thải trên bãi biển, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà bố trí các xe môi trường và phương tiện để vận chuyển số rác này. Các đơn vị phụ trách ra quân ở những điểm nhỏ lẻ, các khu vực cộng đồng khác phải hoàn thành việc tổng dọn vệ sinh môi trường trước ngày 30 tháng 11.